Xin chào quý khán giả đến với chương trình Vấn đề quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Vâng, xin chào tiến sĩ Thành Trung, giảng viên tại Đại học Fulbright Việt Nam. Cảm ơn ông đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin kính chào Thanh Lâm và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, theo chương trình nghị sự hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Ông Joe Biden không phải Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thăm Việt Nam, nhưng ông là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm chính thức theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chỉ riêng điều đó đã nói lên sự đặc biệt của chuyến thăm này. Ngoài ra, cuộc gặp sắp tới cũng là lần tái ngộ giữa hai nhà lãnh đạo vốn đã có những đóng góp to lớn trong việc vun đắp mối quan hệ song phương. Còn nhớ khi chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015, ông Joe Biden khi đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã dẫn câu thơ trong truyện Kiều: "Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời", để mô tả về mối quan hệ song phương, bối cảnh ông Biden lễ Kiều như sau. Ngày 7 tháng 7 năm 2015, phát biểu trước 250 quan khách, ông Biden, khi đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, đã bày tỏ vinh dự được thay mặt chính phủ Hoa Kỳ chủ trì buổi tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp ông đến thăm Hoa Kỳ. Ông Biden cho rằng cái nội dung trao đổi rất thẳng thắn, cởi mở và thực chất trong cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ, khi đó là ông Barack Obama, thể hiện đầy đủ sâu sắc tầm nhìn về định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới. Ông đánh giá cao kết quả phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 20 năm qua, kể từ khi bình thường hóa, cho rằng quan hệ hai nước đã đi đúng hướng, phù hợp với bối cảnh tình hình thế giới và nhu cầu thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông Biden nhấn mạnh và đánh giá cao những thành tựu đạt được trong hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh quốc phòng, khẳng định lạc quan về tương lai tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Kết thúc bài phát biểu, ông Biden đã dẫn thơ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du để bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển của đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam. Ông nói: "Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời". Đáp lời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Tôi chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị của chính phủ Hoa Kỳ đã dành cho tôi". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu tiên của Tổng Bí thư là kết quả cụ thể của sự phát triển tích cực và nhanh chóng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư cho rằng hai nước đã đi được những bước dài trong 20 năm bình thường hóa quan hệ và đang đứng trước những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trên tinh thần xây dựng hợp tác cùng có lợi, tôn trọng hiểu biết lẫn nhau và với nền tảng vững chắc được bồi đắp trong 20 năm qua, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Ông khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, mong muốn tiếp tục cùng với Mỹ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng và hướng tới tương lai, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Dạ vâng, thưa tiến sĩ Thành Trung, một mối quan hệ bền vững không thể có được trong ngày 1, ngày 2. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ cũng vậy, đó là mối quan hệ được xây dựng từ những cuộc gặp cấp cao và cả những bữa tiệc hết sức bình dị từ hơn 8 năm về trước. Theo tiến sĩ Thành Trung thì kể từ bữa tiệc đó đến nay, sương trong quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ đã tan đến đâu và mây đã được vén đến mức nào ạ? Thì khi mà chúng ta nhìn lại cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thì chúng ta đã thấy rằng là hai nước đã có một cái bước tiến gọi là tương đối dài trong quan hệ hai nước. Tất nhiên thì nó cũng phải có những cái cột mốc được gọi là đáng chú ý. Thì chúng ta biết rằng là vào năm 2013 khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ và hai nước đã ký một cái hiệp định gọi là nâng cấp cái mối quan hệ lên đối tác toàn diện. Và sau đó năm 2015 khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ thì chúng ta đã biết rằng là lúc đó giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Joe Biden đã có một cái cuộc gặp mặt và hai bên đã đặt những cái nền tảng cho cái mối quan hệ cho đến ngày hôm nay khi mà Tổng Bí thư đích thân mời Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Việt Nam. Và cái đây nó được coi là một cái trong những cái được coi là cái sự kiện quan trọng và nó có thể tạo ra những cái dấu mốc mới trong cái chuyến thăm lần này, có thể có một những cái cuộc nâng cấp cái mối quan hệ lên một cái mức khác và có thể thúc đẩy cái mối quan hệ lên một mức cao. Khi mà chúng ta điểm lại những cái gì mà hai nước đã đạt được gọi là vén sương trong 8 năm vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng là vào năm 2017 thì là chúng ta đã thấy là Mỹ họ đã gọi là cung cấp cho Việt Nam cái tàu
cảnh sát biển đầu tiên, và cho đến bây giờ thì là Mỹ họ đã hứa là sẽ cho Việt Nam cái tàu cảnh sát biển thứ ba. Là nó đã có một cái sự bước tiến trong cái việc mà gọi là hợp tác về mặt quốc phòng, và sau đó thì đã có hai cái ba cái chuyến thăm của ba cái tàu hàng không mẫu hạm đến Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nó cũng đánh dấu một trong những cái bước tiến về mặt hợp tác giữa hai quốc gia. Còn nếu mà chúng ta nhìn về gọi là cái mối quan hệ kinh tế thương mại giữa hai quốc gia thì chúng ta đã thấy rằng nó có một cái bước tiến cực kỳ lẹ trong cái thời gian vừa qua, kể từ năm 2015 cho đến nay. Và năm 2016 là có nghĩa là một năm sau cái cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Joe Biden, và lúc đó thì lúc đó Việt Nam chỉ là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Mỹ mà thôi. Tuy nhiên thì cho đến cuối năm 2022 vừa rồi thì Việt Nam đã vượt lên trở thành cái đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và vượt qua rất nhiều cái quốc gia đồng minh đối tác của Mỹ ở châu Âu, giống như là Pháp, Tây Ban Nha hay là Ý, những cái quốc gia đó. Và chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái thành tựu được coi là rất là lớn của Việt Nam, của mối quan hệ, nói đúng hơn là mối quan hệ Việt-Mỹ trong cái thời gian vừa qua. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta nhìn về việc mà Mỹ và Việt Nam đã hợp tác trong việc giải quyết những cái di sản của chiến tranh, thì chúng ta đã thấy rằng là năm 2019 thì giữa chính phủ Việt Nam và Mỹ đã có ký hiệp định về gọi là tẩy chất độc dioxin ở sân bay Biên Hòa. Thì cái dự án này nó kéo dài trong một cái thời gian lâu và dự tính lên tới khoảng 450 triệu đô la Mỹ cái dự án tẩy độc ở sân bay Biên Hòa. Thì nó có rất nhiều các hoạt động trong cái thời gian vừa qua để nhằm vén sương, để nhằm giải quyết không những là những cái di sản của cuộc chiến, những cái vấn đề còn khúc mắc giữa hai quốc gia, mà nó cũng đặt những cái nền tảng và chúng ta đã thấy có một số cái thành tựu cho cái thời gian sắp tới, cả về mặt kinh tế, thương mại, quốc phòng, cũng như là về lĩnh vực giáo dục. Và chúng ta cũng biết rằng là cái số du học sinh người Việt hiện nay ở Mỹ là một trong 10 quốc gia hàng đầu và vượt ra rất nhiều cái quốc gia khác có số lượng dân số đông hơn nhiều. Chẳng hạn ở trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là quốc gia có số du học sinh tại Mỹ hiện nay là đứng hàng đông nhất, vượt qua các quốc gia có thậm chí là có dân số đông hơn Việt Nam như là Indonesia hoặc là Philippines. Thì cái điều này nó đã thể hiện rằng là hai quốc gia đã có một cái bước tiến được coi là khá là dài so với những gì mà trước đây hai quốc gia cần phải giải quyết. Dạ vâng, như vậy thì kết quả từ việc trời quang mây tạnh đó là gì thưa ông? Thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái kết quả của cái việc trời quang mây tạnh đó là chúng ta thấy là trong thời gian gần đây hai quốc gia đã có nhiều cái gọi là cam kết để thực hiện những cái bước tiến gọi là mạnh mẽ hơn trong cái thời gian sắp tới. Và đặc biệt là cái chuyến thăm lần này thì chúng ta cũng thấy rằng là hai bên đã có những cái bước bắn tiến về cái việc rằng là nó có sẽ những có một cái số gọi là nâng cấp trong cái mối quan hệ, có thể thúc đẩy nhiều hơn. Và đặc biệt là trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy có rất nhiều cái chuyến thăm của các cái bộ trưởng Mỹ tới Việt Nam để đặt cho cái mối quan hệ nền tảng giữa hai quốc gia. Và Việt Nam hiện nay đang là một trong những cái quốc gia có một cái mối quan hệ được gọi là đối tác thân thiết với Mỹ. Và hiện nay Việt Nam có một số cái nếu mà chúng ta nhìn trong cái cơn đại dịch Covid-19 vừa qua thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam là một trong những cái quốc gia nhận được cái sự hỗ trợ nhiều nhất của phía Mỹ trong việc giải quyết hay là ứng phó với Covid-19, cả về vaccine cũng như là trang thiết bị y tế. Và thậm chí là phía Mỹ họ cũng xây dựng cái gọi là cái cơ quan gọi là CDC, những cái cơ quan về gọi là phòng dịch lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội. Ngoài ra thì họ cũng xây dựng cái đại sứ quán của Mỹ tại Hà Nội được coi là lớn nhất ở trong khu vực. Và chúng ta cũng biết rằng là cái dự kiến chi phí cho xây dựng cái đại sứ quán của Mỹ tại Hà Nội lên tới hơn 1 tỷ đô la. Thì đây là một trong những cái bước tiến là nó thể hiện cái sự trọng thị của phía Mỹ đối với phía Việt Nam trong cái đánh giá cao cái mối quan hệ giữa hai nước. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái lịch trình của Tổng thống Biden khi mà ông thăm Việt Nam thì chúng ta thấy rằng nó là một cái lịch trình của ông hết sức là sát sao. Là có nghĩa là ông tham dự cái G20 ở tại Ấn Độ, và sau đó trên đường ông về Mỹ thì ông có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, và ông sẽ về Mỹ để tham dự cái gọi là cái lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9. Yeah. Thì chúng ta thấy rằng là cái lịch trình hết sức sát sao như vậy, nhưng mà ông vẫn có thể kiếm được cái thời gian để thực hiện một cái chuyến thăm tới Việt Nam với những cái để đánh dấu cái kết quả của hai nước. Cái mối quan hệ thì chúng ta thấy rằng đây nó có mây tạnh, nó được có một số cái thành quả hết sức là cụ thể và rõ rệt, nó không chỉ dừng ở những cái diễn ngôn chính trị. Dạ vâng, có một cột mốc cũng rất đáng nhớ là vào tháng 3 năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm.
Và ngay sau cuộc điện đàm đó thì hàng loạt chuyến thăm giữa quan chức hai nước đã được diễn ra. Tiến sĩ Thành Trung, theo ông thì chuyến thăm nào làm cho ông ấn tượng nhất ạ? Chúng ta biết rằng là kể từ tháng 3 tới nay thì có rất nhiều bộ trưởng hay là các cái quan chức của chính phủ Mỹ ở cấp bộ trưởng đã tới Việt Nam. Có cả bà Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen cũng như là một số cái viên chức khác. Theo lời của đại sứ Mỹ Mark Nepper tại Việt Nam thì có khoảng 1/4 là các cái viên chức cấp bộ của Mỹ đã tới Việt Nam trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì tôi vẫn ấn tượng với cái chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken tới Việt Nam vào tháng 4 vừa qua. Có nghĩa là sau cái cuộc điện đàm của Tổng Bí thư với Tổng thống Mỹ thì chúng ta thấy rằng đây là cái chuyến thăm của ông Blinken được gọi là chuyến thăm đầu tiên của ông với cái tư cách là Ngoại trưởng Mỹ tới Hà Nội. Và nó đánh dấu một cái chương mới trong cái mối quan hệ của hai nước dưới thời của Tổng thống Biden. Và nó đặt cái nền tảng cho những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay, có nghĩa là cũng là một phần là để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là trong cái chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Hà Nội thì hai bên đã đề cập tới rất nhiều vấn đề mà vẫn còn tồn tại giữa hai nước, cả về vấn đề thương mại cũng như những vấn đề mà phía Mỹ họ vẫn còn cho rằng là Việt Nam phá giá tiền tệ, cũng như là Việt Nam cũng yêu cầu phía Mỹ cũng như là đề nghị sự giúp đỡ của phía Mỹ từ trong các lĩnh vực về các ngành công nghệ cao cũng như là các vấn đề về liên quan tới kinh tế thương mại, kinh tế xanh, kinh tế sạch giữa hai quốc gia. Và cái điều này nó cũng là thể hiện rằng là hai quốc gia họ có những cái cuộc đối thoại ở cấp bộ trưởng và nó tạo cái nền tảng cho những cái nhóm làm việc ở cấp dưới cũng như là cho những cái cuộc gặp gỡ cấp cao hơn, và để thiết lập những cái kênh liên lạc cũng như là những cái kênh làm việc giữa hai quốc gia. Và cái chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken nó đánh dấu một các cái cuộc gặp gỡ sau đó. Nó có rất nhiều cái cuộc gặp gỡ sau đó. Tất nhiên nó cả những cái cuộc gặp gỡ được công bố chính thức trên báo đài, và có những cái cuộc viếng thăm không được công bố chính thức trên báo đài, nhưng mà nó cũng đặt cái nền tảng cho cái mối quan hệ sâu sắc hơn giữa hai nước, không chỉ lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, chính trị và rất nhiều cái lĩnh vực khác. Dạ vâng, có phải là với những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Thành Trung thì chính kết quả từ những cái chuyến thăm đó đã tạo ra tiền đề cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden phải không ạ? Theo tôi đúng là vậy, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là khi cái chuyến thăm của các cái nhà lãnh đạo cấp cao nhất được thực hiện thì khi mà cái cuộc viếng thăm đó được thực hiện thì các cấp làm việc ở phía bên dưới họ phải làm việc cực lực trong cái thời gian vừa qua để đảm bảo rằng là khi mà cái cuộc gặp lãnh đạo cấp cao nhất họ diễn ra thì nó phải có một cái kết quả nào đó, bởi vì công chúng của cả hai quốc gia họ đều mong đợi rằng cái cuộc gặp này nó không chỉ là cái cuộc gặp xã giao, cuộc gặp mang tính hình thức, mà nó phải có những cái thành tựu hay là những cái thành tích nó mang tính thực chất. Và tôi nghĩ rằng là hai phía đã làm việc rất gọi là chăm chỉ cũng như là hết sức là cường độ làm việc cao trong cái thời gian này vừa qua để đảm bảo rằng mặc dù cái chuyến thăm của Tổng thống Biden nó chỉ diễn ra trong một cái thời gian ngắn nhưng mà nó sẽ mang lại rất nhiều cái kết quả, bởi vì hai bên theo tôi biết là đã làm việc rất là chăm chỉ trong cái thời gian qua để đảm bảo rằng là cái viếng thăm này nó sẽ có nhiều cái tuyên bố quan trọng cũng như là mang lại nhiều cái lợi ích quan trọng cho cả hai quốc gia trong cái thời gian sắp tới. Dạ vâng, xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Thành Trung ạ. Thưa quý vị khán giả, sau quá trình chuẩn bị kỹ càng thì hôm nay Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Trong thông báo về chuyến thăm, Nhà Trắng cho biết là các nhà lãnh đạo sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực. Ngày 28 tháng 8, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ thăm Việt Nam để gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo khác của Việt Nam. Theo Nhà Trắng, ông Biden sẽ tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của các lãnh đạo nhóm G20 tại Ấn Độ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Shinpere cho biết, các lãnh đạo sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào công nghệ và đổi mới, mở rộng quan hệ nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu và tăng cường hòa bình, thịnh vượng, ổn định trong khu vực.
Chuyến thăm của ông Biden tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chính quyền của ông đang nỗ lực củng cố các liên minh và mối quan hệ của Hoa Kỳ trong khu vực. Là một phần của những nỗ lực này, năm ngoái Hoa Kỳ đã đưa ra khung kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với Úc, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Singapore. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên vào đầu tháng 8, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam và mối quan hệ đó đã được cải thiện trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực an ninh, chắc chắn là về mặt ngoại giao và thậm chí cả về kinh tế. Và vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện mối quan hệ đó. Và đó là một mối quan hệ quan trọng ở một khu vực rất quan trọng trên thế giới. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 29 tháng 8 cho biết chuyến thăm của ông Biden sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, chúng tôi tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và năm nay hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Thương mại song phương đã phát triển mạnh mẽ, kim ngạch thương mại hai chiều vào năm ngoái đạt 138 tỷ USD. Việt Nam đang là trung tâm sản xuất xuất khẩu lớn của các thương hiệu toàn cầu như LG và Samsung của Hàn Quốc, những nhà cung cấp cho Apple và các nhà sản xuất ô tô như Honda và Toyota. Nhiều hàng hóa sản xuất tại Việt Nam sau đó được xuất tới Hoa Kỳ. Dạ vâng, có thể thấy là thời cơ đã chín mùi để lãnh đạo hai nước gặp nhau. Vậy theo tiến sĩ Thành Trung thì chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ có ý nghĩa như thế nào với quan hệ song phương ạ? Theo tôi thì nếu mà chúng ta đặt trong cái bối cảnh rộng lớn hơn thì chúng ta thấy này, cái điều này nó hết sức là quan trọng. Chúng ta biết rằng là khi mà Tổng thống Obama thăm Việt Nam và sau đó tới Tổng thống Trump thăm Việt Nam hai lần trong cái nhiệm kỳ của mình, và rất là nhiều người Việt là mong đợi là cái Tổng thống Biden sẽ thăm Việt Nam trong cái nhiệm kỳ của ổng. Và đây là tới năm được coi là đang ở cuối của nhiệm kỳ, năm thứ ba của nhiệm kỳ của Tổng thống Biden thì ông thực hiện cái chuyến thăm Việt Nam. Bởi vì cái mong đợi ở đây tôi nói theo cái ý nghĩa là nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ song phương của hai nước sẽ bước tiến lên trong một cái thời gian sắp tới. Bởi vì là cái mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ, nếu mà chúng ta nhìn về cái mặt kinh tế thì cái mối quan hệ đã tiến bước rất là xa. Việt Nam hiện nay xuất khẩu hơn 100 tỷ đô mỗi năm vào thị trường của Mỹ, và Mỹ hiện nay được coi là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Nếu tính cả về tổng thương mại xuất nhập khẩu thì là Mỹ được coi là cái đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Tuy nhiên thì Việt Nam hiện nay trong cái mối quan hệ thương mại với Mỹ thì Việt Nam hiện nay được coi là hưởng lợi theo một cái khía cạnh nào đó, nếu mà chúng ta nhìn vào cái số lượng mà Việt Nam xuất khẩu siêu sang Mỹ. Ngoài ra thì nó có rất nhiều cái lĩnh vực khác nó có thể được đánh dấu trong cái chuyến thăm lần này, khi mà đã có nhiều cái thông tin bên lề của chuyến thăm đã nói về cái việc rằng là Tổng thống Biden sẽ tới thăm Việt Nam cùng với rất nhiều cái những cái lời cam kết giúp đỡ Việt Nam về cái gọi là cái nền công nghệ cao, có nghĩa là sản xuất chất bán dẫn, cũng như là thêm một số cái đầu tư khác của Mỹ vào Việt Nam trong cái ngành năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, để đảm bảo Việt Nam có thể tiến lên một cái bước mới trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho cái Việt Nam có thể bắt kịp trong cái thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng những cái mục tiêu của đảng và chính phủ trong cái thời gian sắp tới, để đảm bảo Việt Nam có thể đưa cái nền kinh tế của mình vượt qua khỏi cái chuỗi cung ứng gọi là đang ở mức thấp trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu, chủ yếu là gia công, và có thể tiến lên một cái ngành công nghệ cao hơn. Tuy nhiên thì nó cũng đòi hỏi phía Việt Nam là phải cần có cái cơ sở hạ tầng tốt, cũng như là lực lượng kỹ sư tay nghề cao, đông đảo, có thể đáp ứng cho các cái đầu tư của Mỹ trong cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì cái việc mà hai bên có những cái hợp đồng hay cũng như là những cái cam kết đầu tư làm ăn trong cái thời gian sắp tới, nó sẽ đảm bảo cho cái việc này. Nếu mà chúng ta nhìn ở một cái phạm vi khu vực thì toàn cầu, thì khi mà chúng ta nhìn vào cái sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng cao, và có sự dịch chuyển của các cái nhà đầu tư khi họ nhìn vào cái sự căng thẳng Mỹ-Trung. Trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta nghe nói rất nhiều về những cái khái niệm giống như là ly khai, gọi là decoupling giữa Mỹ và Trung Quốc. Và sau này thì chúng ta thấy thêm cái cụm từ gọi là de-risking, có nghĩa là giảm thiểu cái gọi là cái nguy cơ của các cái nhà đầu tư.
Thì khi mà họ không muốn bỏ tất cả trứng vào một giỏ và họ muốn phân tán cái sự đầu tư của họ thêm sang các quốc gia khác để đảm bảo rằng là cái nguồn đầu tư của họ không bị ảnh hưởng nhiều, để đảm bảo được cái chuỗi cung ứng toàn cầu của họ không bị đứt gãy trong trường hợp xấu nhất, thì họ sẽ đầu tư sang các quốc gia khác. Thì Việt Nam có thể tận dụng cái việc đó. Và chúng ta cũng biết rằng là Mỹ hiện nay họ đang nói rất nhiều về cái việc gọi là friendshoring hay là nearshoring, có nghĩa là họ sẽ hướng đầu tư của họ sang các cái quốc gia được gọi là bằng hữu với họ. Đó là khái niệm friend trong friendshoring. Trước đây thì chúng ta nghe nói nhiều về cái từ offshoring, có nghĩa là các quốc gia họ muốn giảm thiểu chi phí và họ đầu tư sang các quốc gia có chi phí thấp, nhân công thấp hơn, chẳng hạn giống như là Việt Nam, Trung Quốc hay là Bangladesh, Campuchia, Indonesia. Tuy nhiên thì do cái sự căng thẳng giữa các cường quốc ngày càng tăng cao, cũng như là những cái biến động về chuỗi cung ứng toàn cầu và đảm bảo các chuỗi cung ứng này luôn luôn bền vững và không bị đứt gãy, thì họ sẽ có khuynh hướng là sẽ đầu tư sang các cái quốc gia bằng hữu hay là thân thuộc với họ. Và do đó cái khái niệm friendshoring trở nên hết sức là quan trọng. Và Việt Nam nếu mà là một phần của cái gọi là cộng đồng quốc tế và trở thành một trong những cái quốc gia được gọi là bằng hữu đối với những cái nhà đầu tư, thì Việt Nam có thể được hưởng lợi từ cái điều này. Thì chuyến viếng thăm này của Tổng thống Joe Biden có thể là một cái gửi một cái thông điệp tới các cái nhà đầu tư rằng là Việt Nam hiện nay được coi là một cái đối tác tin cậy của Mỹ, và Việt Nam có thể trở thành cái nơi mà thu hút và thân thiện với các cái nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế trong các cái chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu mang tính công nghệ cao, và có thể giúp cho cái việc rằng là cái chuỗi cung ứng toàn cầu nó sẽ bền vững và nó không bị đứt gãy trong cái trường hợp xảy ra xấu nhất. Dạ vâng, đó là những tín hiệu tích cực phải không ạ? Như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng gì vào cuộc hội đàm sắp tới giữa các nhà lãnh đạo hai nước ạ? Theo tôi thì nó có những cái kỳ vọng rất là lớn, ngoài những cái khía cạnh về kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, chính trị, giáo dục, văn hóa, khoa học, công nghệ. Thì tôi cũng có đặt một cái kỳ vọng vào những cái chiến lược xa hơn giữa hai quốc gia, đó là những cái gọi là những cái biện pháp xây dựng lòng tin mà hai bên cũng nói nhiều trong cái thời gian vừa qua. Bởi vì khi mà chúng ta nói về những cái khái niệm về chiến lược là chúng ta nói về những cái niềm tin xây dựng được và hai bên có một cái niềm tin lẫn nhau, thì cái điều này nó cũng đòi hỏi một cái thời gian để hai bên có thể thông hiểu lẫn nhau và có thể thông cảm cũng như là tôn trọng cái sự khác biệt về ý thức hệ cũng như là sự khác biệt về thể chế chính trị. Thì do đó thì tôi kỳ vọng cái chuyến thăm của Tổng thống Biden và cái cuộc gặp mặt giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden sẽ tạo ra một cái niềm tin lâu dài cho không chỉ giữa các nhà lãnh đạo của hai nước mà cũng là giữa nhân dân hai nước về cái sự lợi ích của hai bên song trùng, cũng như là cái niềm tin chiến lược giữa hai bên có nhiều cái điểm mà có thể đặt niềm tin vào lẫn nhau và có thể hy vọng vào cái sự tầm nhìn chung giữa hai quốc gia trong cái thời gian sắp tới, những cái tầm nhìn chung về lợi ích hai bên có thể cùng đạt được, cũng như là cái tầm nhìn chung về cái sự hòa bình ổn định trong khu vực, và hiểu hai bên rằng là cái bên này cũng như là bên kia là hết sức cần thiết cho việc đảm bảo cái sự hòa bình cũng như là cái sự phồn vinh ở cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dạ vâng, trước những diễn biến gần đây trên thế giới thì chúng tôi không thể không đặt mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ vào bối cảnh chung. Chúng tôi biết rằng Mỹ đã vạch ra một chiến lược dành riêng cho châu Á Thái Bình Dương. Vậy thì theo ông, quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ ở vị trí nào trong chiến lược đó? Chúng ta cũng biết rằng là Mỹ họ có một cái chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Thì trong cái thời gian vừa qua thì họ cũng đã gắn kết với rất nhiều quốc gia đồng minh và đối tác của mình, cũng thông qua các cái chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do mở rộng của từng quốc gia. Chúng ta đã biết rằng Nhật Bản cũng có một cái phiên bản về chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của riêng họ, Úc cũng vậy, và một số các quốc gia khác ở trên thế giới họ cũng có những cái phiên bản về cái chiến lược an ninh của họ đối với cái khu vực này. Thì khi mà chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua Mỹ họ đã thiết lập rất nhiều cái diễn đàn cũng như là các cái hiệp định đối tác đa phương mang tính phạm vi nhỏ
Bên cạnh đó họ cũng thúc đẩy các cái mối quan hệ song phương. Chúng ta biết rằng là ở Mỹ họ có cái gọi là tổ chức Quad, có nghĩa là tổ chức bốn quốc gia, gọi là nhiều người hay gọi là tứ giác kim cương. Đó là một cái tổ chức đa phương về mặt an ninh ở khu vực. Ngoài ra thì họ cũng có cái gọi là tổ chức gọi là AUKUS, gồm ba quốc gia là Mỹ, Anh và Úc, để nhằm giúp Úc xây dựng cái gọi là hạm đội về các tàu ngầm hạt nhân, chạy bằng hạt nhân. Thì chúng ta thấy rằng là họ có rất nhiều cái câu lạc bộ mà do Mỹ dẫn dắt. Bên cạnh đó thì họ cũng dành một số các cái sự quan trọng, quan tâm đúng mực đối với các cái quốc gia được gọi là đối tác của họ, và Việt Nam là một trong những cái quốc gia được coi là đối tác quan trọng của Mỹ. Bởi vì họ biết rằng là Việt Nam là một trong những cái quốc gia ngày càng có tiếng nói quan trọng hơn ở các cái diễn đàn đa phương quốc tế. Chẳng hạn trong các diễn đàn của ASEAN, Việt Nam là một quốc gia quan trọng. Và Mỹ thì họ luôn luôn công nhận rằng là ASEAN có giữ một cái vai trò trung tâm trong các cái diễn đàn, các cái vấn đề của khu vực. Thì do đó cái việc mà có một cái mối quan hệ ngày càng quan trọng hơn và đối với trong cái chính sách đối ngoại của Mỹ, nó cũng là thể hiện là cái tầm quan trọng của Việt Nam ngày càng được công nhận bởi phía Mỹ. Chúng ta cũng biết rằng là Việt Nam là một trong những cái quốc gia có cái chủ quyền ở cái khu vực Biển Đông. Và cái việc mà cái Biển Đông là nó không chỉ về cái vấn đề chủ quyền ở biển đảo, mà Biển Đông ở đây thì chúng ta cũng biết rằng đây là cái nơi mà khu vực đó là tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng đi ngang qua, và mỗi năm thì có hơn khoảng 3,5 ngàn tỷ đô la hàng hóa đi qua cái khu vực Biển Đông. Và chính vì vậy cái vai trò của Việt Nam hết sức là quan trọng trong việc đảm bảo được cái hòa bình, ổn định trong khu vực. Và cái mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Việt Nam có thể đảm bảo được cái sự phát triển về kinh tế, của thương mại, cũng như là đảm bảo được cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và nếu mà chúng ta nhìn ra nhiều cái khía cạnh khác thì chúng ta cũng thấy rằng là Việt Nam hết sức là quan trọng đối với Mỹ trong cái thời gian sắp tới. Dạ vâng. Với tất cả những gì đã và đang diễn ra thì tiến sĩ Thành Trung đánh giá như thế nào về tương lai của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ạ? Tôi hết sức là lạc quan, tích cực về cái mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong cái thời gian sắp tới, khi mà hai bên đã thể hiện những cái quan điểm mang tính tích cực của mình. Và ngoài ra thì những cái gì mà diễn ra trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng nó đã chứng minh cho cái mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, nếu mà diễn tiến theo cái chiều hướng tốt đẹp thì là nó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, và chúng ta cũng thấy rằng nó mang lợi ích cho các nhà sản xuất, các nhà xuất khẩu của cả hai bên, nó cũng mang lại lợi ích cho các du học sinh Việt Nam có thể tiếp cận được cái nền giáo dục được coi là tiên tiến nhất trên thế giới, cũng như là nó cũng giúp đỡ cho cái nền kinh tế Việt Nam có thể tiếp cận được các cái chuyển giao công nghệ cao, để giúp cái nền kinh tế Việt Nam bước lên một cái bước tiến mới trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như là nó có thể giúp đỡ cho cái sự trao đổi văn hóa giữa hai bên. Có nghĩa là cái trao đổi văn hóa này nó không chỉ từ phía Mỹ sang phía Việt Nam, mà nó cũng từ phía Việt Nam sang phía Mỹ. Và tôi nghĩ rằng là hai bên nó có rất nhiều có nhiều điều để có thể thúc đẩy hơn trong cái thời gian sắp tới, khi mà cái dư địa của hai bên rất là nhiều, khi mà nước Mỹ là một quốc gia của khoảng gần 330 triệu dân và Việt Nam là một cái quốc gia của 100 triệu dân, những cái quốc gia được coi là thị trường lớn và có thể giúp đỡ cho các nhà sản xuất cũng như là các nhà nhập khẩu của hai bên. Và tôi hết sức là lạc quan về cái sự hợp tác của hai bên trong cái lĩnh vực an ninh chính trị có thể giúp cho cái hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông ngày càng ổn định hơn trong cái thời gian sắp tới. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Thành Trung. Rất cảm ơn ông vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, để quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đạt được nhiều thành quả mà chúng tôi đã phần nào làm rõ trong chương trình, thì hai bên đã vượt qua một chặng đường rất dài, nhiều chông gai và có lúc là bão tố. Hai nước cũng đang dần lấy lại niềm tin và từng bước thúc đẩy quan hệ hòa bình, hữu nghị và ổn định cho khu vực. Và chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong chương trình Vấn đề Quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.